Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong một loạt bài học về sách Epheso Hôm nay chúng ta sẽ đọc trong đoạn 4 câu thứ 15 Tôi xin phép được đọc ở đây Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật Để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu Tức là đấng Chris Kính thưa quý vị Chúng ta đã trải qua bài học về câu thứ 14 có lẽ chúng ta nếu đã đọc câu thứ 14 thì chúng ta sẽ thắc mắc rằng tại sao trong câu thứ 14 Sư Đồ Phá Lô nói rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa thì lẽ ra liên ý câu thứ 14 thì câu thứ 15 làm cho chúng ta suy nghĩ rằng dường như có sự không liền ý ở tại đây. Vì việc Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa thì liên quan gì đến việc Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào câu Kinh Thánh này để hiểu ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Từ ngữ nói ra ở đây không phải chỉ là lời nói, nhưng là một cách cư xử hay là cái hành động được phô bày ra chân thật. Như vậy, nếu chúng ta hiểu cái cụm từ lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, đó là một nếp sống trung thực do tình yêu thương từ nơi Chúa. Trong ý nghĩa của bối cảnh của câu kinh thánh này, vì cớ sứ đồ Lô muốn nhấn mạnh cho các độc giả của ông những tín hữu ở tại epheso nói về sự trung thành với giáo lý mà họ đã nhận có nghĩa rằng không có sự thỏa hiệp hay là thay đổi nền tảng giáo lý mà mình đã nhận từ nơi Chúa. Họ phải bày tỏ một sự chân thật ở trong những gì họ đã nhận ở nơi Ngài. Sứ đồ Phaolô dùng một hình ảnh đối lập đó rằng trẻ con giống như trong câu thứ 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa mà chúng ta đã học. Từ ngữ trẻ con đó có nghĩa rằng những em bé chưa biết nói. Và trong câu 15 này, ông nói rằng phải nói đó là hình ảnh của sự tương phản bày tỏ ra phải phô bày ra một đời sống không phải là chúng ta như trẻ con không biết nói nhưng một đời sống ở trong chúa phải là một đời sống phô bày hay là bày tỏ ra một đời sống cơ đốc muốn vững vàng trong niềm tin thì đó phải là một đời sống đang thực hành niềm tin đó nhiều khi chúng ta nói rằng không tôi tin chúa tôi học lời Chúa nhưng tôi vẫn chưa sống hay là thực hành với niềm tin mà mình đã có. Thì đó là một đời sống giống như những đứa trẻ không biết nói. Nhưng sứ đồ Phao Lô nói rằng Ngài không muốn chúng ta như vậy. Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Ngài muốn chúng ta phô bày ra. Và đây cũng là điều mà Gia Cơ trong thơ Gia Cơ đoạn 2 câu thứ 17 ông cũng nhắc với các độc giả của mình. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô còn nhắc cho chúng ta thêm một thái độ đúng khi chúng ta nói ra lẽ chân thật đó là lấy lòng yêu thương. Đây là tinh thần của Cơ đốc giáo. Vì cớ chúng ta thấy rằng như sứ đồ phi ở trong phi nhất đoạn 3 câu thứ 15 ông đã nói nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em song phải hiền hòa và kính sợ một tinh thần của Cơ đốc giáo nói ra lẽ chân thật nhưng bằng tình yêu thương đây là điều mà chỉ khi nào chúng ta hiểu một niềm tin một cách rất rõ ràng và có một đời sống trưởng thành trong Chúa thì chúng ta mới có thể thực hiện điều này. Thường khi ai đó bắt lẻ chúng ta về niềm tin của chúng ta, thường chúng ta sẽ cãi lý với họ. Thường chúng ta sẽ nổi giận với họ khi họ không tin hoặc là họ biện bác lại cái niềm tin của chúng ta. Nhưng sứ đồ Phaolô nói ở đây, những người trưởng thành sẽ có một thái độ cư xử ôn hòa, đầy tình yêu nói ra cái lẽ chân thật một cái điều mà mình đã nhận từ nơi Chúa một cách rõ ràng cho những người đã bắt bẻ cái niềm tin của mình và chúng ta cái hiệu quả khi chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật Sư Đồ Phô nói ở đây để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu tức là đấng Christ điều này có nghĩa rằng càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên giống đấng Christ hơn. Từ ngữ thêm lên ở đây có nghĩa rằng trưởng thành hơn, lớn hơn và đó là mang ý nghĩa tổng quát đó là càng ngày càng giống Chúa hơn. Và chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu mỗi chi thể trong thân đều mỗi ngày đều thêm lên thì chắc chắn một điều đó là kết quả là thân thể của Đấng Christ sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và sứ đồ follow nói với chúng ta, chúng ta thêm lên trong đấng làm đầu. Từ ngữ làm đầu ở đây nói đến sự lãnh đạo, nói đến sự làm chủ của đấng Christ và cũng nói đến cái nguồn sức mạnh để làm cho thân thể lớn lên. Đây là điều mà khi tôi đọc phương đoạn kinh thánh này, câu kinh thánh này, Chúa nhắc tôi rất nhiều. Tại vì khi chúng ta lệ thuộc vào Ngài nhiều hơn, đầu phục Ngài nhiều hơn, đó là lúc chúng ta lớn hơn. Đó là lúc chúng ta trưởng thành hơn trong mọi việc. Chúng ta cứ phó thác cho Chúa. Chúng ta cứ lệ thuộc Ngài, đầu phục Ngài để cái năng lực của Ngài sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn ở trong Chúa Giêsu. Đặt Ngài là đấng lãnh đạo, làm chủ và nguồn sức mạnh để chúng ta trưởng thành. Kính thưa quý vị, tôi và quý vị đang có phản ứng như thế nào khi mà người ta bắt bẻ về niềm tin, người ta nhạo bán về niềm tin của chúng ta, hoặc là người ta cảm thấy khó chịu về niềm tin của chúng ta, mong rằng thái độ đúng đắn, chúng ta học, Chúa Đạo follow khuyên, hội thánh Chúa ở tại Ephesus lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, chúng ta nói sự thật, nói chân lý nhưng mà bằng tình yêu thương, cho dù họ không nghe họ chống đối, và có thể họ lên án hoặc là chế nhạo của chúng ta, nhưng cái kết quả của việc chúng ta nói ra lẽ chân thật bằng tình yêu thương đó sẽ làm cho tôi và quý vị trưởng thành hơn. Cho nên một đứa trẻ chúng ta thấy một hình ảnh tương phản giữa câu 14 và chúng ta đã được học với câu 15 này, khi một đứa trẻ thường sẽ phản ứng rất mạnh khi mà bị chế nhạo hay là bị người ta nói xấu nhưng một người trưởng thành sẽ có một sự phản ứng ôn hòa đầy tình yêu. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi cuộc đời của tôi và quý vị phải trưởng thành là như vậy. Xin lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở tôi và quý vị. Đôi khi chúng ta nói rằng con không thể kiềm chế, nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta có một phản ứng ôn hòa bằng tình yêu, nói ra sự thật, nói ra chân lý của Chúa để rồi chúng ta trong mọi sự chúng ta sẽ được thêm lên trưởng thành hơn lớn hơn ở trong đấng Christ là đấng đang cai trị mọi cuộc đời của tôi và quý vị chúng ta để thời giờ để cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay lạy Chúa chúng con cảm tạ ơn ngài vì ngài nhắc nhở chúng con về thái độ của chúng con ngài không muốn chúng con như trẻ con nhưng ngài muốn chúng con trưởng thành Chúng con ngài muốn chúng con bày tỏ nói cho mọi người khác biết về chân lý của ngài. Nhưng thái độ của chúng con đó là trong tình yêu thương, trong sự ôn hòa. Chúa ơi, đôi khi chúng con không kiềm chế được trước những sự nhạo báng, trước những sự sỉ nhục, trước những điều dù khi người ta không tin những điều chúng con bày tỏ. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng con vì trong thái độ chúng con bày tỏ bằng tình yêu của Chúa nói ra chân lý của ngài sẽ giúp chúng con trưởng thành hơn trong chính ngài vì có đó là điều bày tỏ chúng con lệ thuộc ngài đầu phục ngài và vâng theo những điều ngài đã dạy chúng con xin chúa giúp chúng con để chúng con có thể sống và bày tỏ chân lý của chúa bằng tình yêu thương chúng con cảm tạ ơn ngài chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh chúa giêsu christ amen trân trọng kính chào toàn thể quý vị